bus. Dây điện nguy hiểm. Roar! Roar! Tiến lên, khủng long của ta! Tiếng gì vậy nhở? Tiếng gì thế nhở? Chuyện gì xảy ra với khủng long đồ chơi vậy? Chạy chạy! Sao lại có thể như thế nhỉ? Để tôi đi xem sao. Tôi sẽ đi cùng với anh. Hình như nó bị cháy. Một con quái vật mỏng, dài và kêu tành tạch. Có lẽ là... Ôi không! Dobby, Babylon có thể gặp nguy hiểm. Tiếng tạch tạch sao? Nó phải ở gần đây chứ nhỉ? Dobby, ở đằng kia. Dừng lại ngay. Chân tôi tê cứng rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Để tôi giúp anh. Đừng. Có thể có điện xung quanh Dobby. Điện ư? Dobby, đặt hai chân của bạn gần với nhau. Rồi, giờ nhảy qua phía tôi như một chú thỏ đi. Giống như thỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy? Tôi cho rằng con quái vật dài, mỏng và kêu tạch tạch mà bọn trẻ nhắc đến là một đường dây điện. Dây điện sao? Khi một đường dây điện chạm đất, nó sẽ nhiễm điện cho mặt đất gần đó. Và nếu các bạn đến gần, bàn chân của bạn sẽ cảm thấy tê cứng. Trong trường hợp đó, các bạn cần chụm hai chân lại và nhảy đi, giống như một chú thỏ. Nếu không, tính mạng của các bạn có thể gặp nguy hiểm. Và nếu bạn thấy ai đó bị điện giật, đừng chạm vào họ, nếu không bạn cũng sẽ bị điện giật theo đấy. Hả? May quá đi. Chúng ta cần tìm đường dây điện đó ngay để ngăn ngừa tai nạn tiếp theo. Winter bé nhỏ hành động. Winter bé nhỏ, hãy tìm đường dây điện bị rơi quanh đây. Tan tan. Hả? Tan tan. Tan tan. Tan tan. Chúng ta cần sơ tán mọi người ngay bây giờ. Bóng bay của cháu đây. Cẩn thận! Bám chặt vào đây!
Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi nhìn thấy đường dây điện rơi trên mặt đất, hãy nhớ tránh xa nó. Nếu bạn tình cờ đi vào một khu vực có điện và chân bạn cảm thấy tê cứng, đừng đi xa hơn nữa. Nhấc một chân hoặc chụm hai chân lại và nhảy ra khỏi đó giống như một chú thỏ. Nếu bạn thấy ai đó bị giật điện, bạn không bao giờ được đến gần họ. Bạn nên nhờ người lớn giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này nhé. Không được leo trèo. Một cái burger to và ngon. Máy bay của mày. Cẩn thận đấy. Châu nhỏ à, cháu không nên leo trèo cao như vậy. Nếu mà ngã thì sẽ bị thương nặng đấy. Cháu sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Giờ thì về nhà đi nào. Ôi không, ôi không. Cảnh sát trưởng làm ra đồ. Có người đột nhập vào nhà tôi kia kìa. Gì cơ, bà hãy chỉ đường cho cháu đi ạ. Tên trộm này thật là quá đáng. Dobby, bắt đầu kiểm tra đi. Cẩn thận đấy. Có dấu chân. Hả? Chúng là của tên trộm. Có vẻ như tên trộm này rất giỏi leo trèo. Dấu chân dẫn về hướng kia. Cảnh sát trưởng Labrador, nhìn kìa, có một con nhện lớn ở trên tường. Một con nhện lớn ư? Không, đây là bóng của tên trộm đấy. Đi nào. Yo ho yo ho yo ho. Hôm nay bội thù luôn. Hả? Không đóng cửa sổ luôn đấy. Wow! Ba ơi, con đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé con yêu. Chú sói, chú làm gì trong phòng cháu đây? Chú đang ngắm cảnh ấy mà. Cảnh sát trưởng Labrador đã dặn cháu là leo trèo nguy hiểm lắm ạ. Tiếng gì vậy nhỉ? Mình vào được rồi. Chú là kẻ xấu. Con yêu, sao con chưa ngủ thế? Hồn hồn thì đứng nói gì đấy nha. Con ngủ bây giờ đây. Anh ta đi mất rồi. Tuyệt vời quá. Ôi cái kia trông đẹp quá. Anh Châu, tôi là cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy mở cửa ra. Có chuyện gì thế? Chúng tôi nghi ngờ có tên trộm đã đột nhập vào nhà anh. Có trộm à? Này. Trên tầng. Đấy là phòng của con trai tôi. Con ơi. Hả? Tên trộm đã chạy ra ngoài bằng cửa sổ. Để tôi đuổi theo hắn. Hả? Bắt được rồi. Đứng lại. Muốn bắt được ta ư? Nằm mơ đi. Ôi không.
đừng sợ, không sao rồi. Dobby đi nào. Đứng lại. Xem ta đây. Dừng lại, như vậy nguy hiểm lắm. Ôi không. Xem đây. Tôi sẽ không dám trèo cao nữa đâu. Anh cũng không được ăn trộm nữa. Anh sẽ về đồn với chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không được leo trèo lên các vật trên cao. Nếu bị trượt chân và ngã từ trên cao, các bạn có thể sẽ bị thương nặng. Khi các bạn nhìn thấy bạn bè của mình đang leo trèo, các bạn phải ngăn chặn hành động đấy ngay hoặc nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Woo! An toàn khi đi cửa xoay. Gần đây trong siêu thị phát hiện ra rất nhiều vụ mất trộm. Chúng ta cần tìm và bắt được tên trộm này. Đã rõ. Xe của cháu. Ấy, cẩn thận. Cháu cần phải cẩn thận khi đi qua cửa xoay nhé. Nếu không cháu có thể bị thương đấy. Con yêu à, sao con lại lên được tận đây khi ba vừa quay đi cơ chứ? Anh bò này, rất nguy hiểm cho trẻ con chơi một mình ở gần cửa xoay đấy. Được rồi, tôi đã nhớ rồi. Đây, xe của cháu đây. Cháu cảm ơn chú. Được rồi, hẹn gặp lại các chú sau. May mà con không bị thương là lỗi của ba đấy. Ba không chú ý đến con để ba mua cho con quả bóng bay khác nhá. Ví của tôi đâu? Ôi không, tôi mất ví rồi. Bóng bay, bóng bay. Ví của bà đâu rồi? Bà ơi, cháu muốn có một quả bóng bay ạ. Bà bị mất ví rồi. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, ai đó lấy trộm ví của tôi rồi. Cả của tôi nữa. Hả? Cái gì cơ? Tên trộm quay lại rồi à? Chúng ta phải đi tìm kẻ trộm ngay. Đã rõ. Anh kia trông thật là khả nghi. Chắc là anh ta rồi. Xem ba mua được gì cho con này. Báo cáo sếp, tôi chả thấy kẻ khả nghi nào cả. Có khi nào tên trộm đã rời khỏi đây rồi không? Tôi thì có cảm giác anh trồn có gì đó mờ ám. Ở đây rộng quá. Lấy được rồi. Ví của tôi đâu mất rồi? Tôi không thấy ví nữa. Đi nào. Anh vừa lấy trộm ví của anh ngựa đúng không? Là cảnh sát à? Tôi cũng không tìm thấy ví của mình. Là anh đã lấy ví của tôi phải không? Không, không phải tôi. Đây là ví của tôi mà. Đúng vậy, đây là ví của bác Lạc Đà. Đó. Cảnh sát trưởng Labrador, có chuyện gì vậy ạ? Dây giày của anh, nó bị tuột kìa. Đây là ví của tôi mà. Ôi không, tôi bị bắt quả tang rồi. Anh chính là kẻ trộm. Phải chạy thôi. Đứng lại ngay. Còn lâu mới bắt được ta nha. Hồi quá. Chạy nhá. Ôi
Tại sao lại vào trong rồi? Ngươi không thoát được đâu. Nhanh lên, hắn đi vào trong cửa hàng quần áo rồi. Ở đằng này. Lạ thật, hắn đi đâu được nhỉ? Hãy kiểm tra phòng thử đồ xem. Hả? Không có ai ở đây. Hả? Tinh 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 tinh. Cảnh sát, tôi đã làm gì sai ạ? Xin lỗi. Chúng tôi nhận nhầm người. Phòng cuối rồi. Hắn chắc chắn ở trong này. Anh làm cái gì đấy? Làm tôi giật hết cả mình. Xin lỗi. Tên trồn đâu nhỉ? Hả? Ôi không, đây là quần áo của tên trồn đó mà. Cái gì cơ? Cô gái vừa rồi là... Là tên trồn cải trang. Hãy bắt hắn lại. Hắn kia rồi. Phát hiện rồi. Nhanh nào, nhanh nào. Dừng lại, làm vậy nguy hiểm lắm. Ta không nghe lời người đâu nha. Đuôi của tôi đau quá. Sợ quá đi. Anh đã bị bắt vì tội ăn trộm. Anh sẽ đi cùng chúng tôi về đồn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn luôn phải đi sát cạnh ba mẹ khi đi qua cửa xoay. Hãy giữ đúng chiều xoay của cửa, không được đẩy hoặc cố chen vào. Không được tự ý đùa nghịch với cửa xoay, bạn sẽ có thể bị thương. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, hãy ấn ngay vào nút dừng khẩn cấp ở gần cửa. Hãy nhớ những điều này nhé. Ai đang theo dõi tôi? Đứng lại đây. Ôi không, rắn đen lại trốn thoát lần nữa rồi. Chúng ta cần bắt được rắn đen trước khi hắn làm hại những đứa trẻ khác. Cuối cùng cũng thoát được cảnh sát rồi. Tạm biệt. Đứa bé kia đi có một mình thôi. Đây là cơ hội để mình bắt cô bé. Thật tuyệt vời. Tiếng gì thế nhở? Ai đấy? Chú Harry, có một cái gì đó rất kỳ lạ trong đống dây thừng kia. Để chú xem thử nào. Ê, cháu bé, đây chỉ là một sợi dây bình thường thôi. Nhìn này. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì đâu mà. Sợi dây biến màu mất rồi. Ta sẽ bắt được ngươi. Lại là âm thanh kỳ lạ đó. Có ai đang theo dõi mình? Ô, bà ơi, bà có thể dạy con nhảy dây được không? Tất nhiên rồi. Cái dây này nó trơn quá. Con, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Hả?
sẽ bắt được ngươi cho mà xem. Cảnh sát trưởng Labrador! Cảnh sát! Có ai đó đang theo cháu? Gì cơ? Đừng sợ thỏ con, cô chú sẽ bảo vệ cháu an toàn. Hãy đi kiểm tra xem sao. Không có ai ở đây cả. Đây là dấu vết của một con rắn. Cái gì đây? Đây là vảy của rắn đen. Chính rắn đen là kẻ đang đi theo thỏ con. Lại là hắn ta. Lần này hắn sẽ không thoát được đâu. Đúng rồi. Thỏ con, bọn chú đã tìm xung quanh nhưng không thấy ai theo dõi cháu. Đừng lo lắng, cháu đi về nhà đi. Cảnh sát không tìm được ta. Cô bé ơi, ta sẽ bắt được cháu. Đây là đường về nhà nhanh nhất. Đúng là nơi hoàn hảo để ta bắt cô bé rồi. Đừng có chạy, thỏ con ơi. Cháu không thoát được đâu. Cháu đâu có ý định chạy thoát đâu. Cảnh sát. Bọn ta biết thừa mánh khóe của ngươi rồi. Cái này gọi là mẹo dụ rắn. Ngươi đã bị dính sơn đánh dấu khắp người. Đừng hòng chạy trốn. Bắt lấy hắn. Anh đây rồi. Dấu sơn đã dừng lại ở đây. Tại sao ở đây là có ánh sáng? Không, đó chính là rắn đen. Các anh thấy được tôi không? Không một ai có thể chạy thoát khỏi tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đi ra ngoài một mình rất có thể sẽ nguy hiểm. Nếu bạn phát hiện ai đó đang theo dõi mình, đừng hoảng sợ. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng chạy đến chỗ đông người và nhờ giúp đỡ. Hãy ghi nhớ những lời khuyên nhé. Cẩn thận khi đi bộ. Vui quá đi con. Thật là buồn cười quá đi. Ê này con yêu, đi gần ba vào nhá. Thắng rồi. Cẩn thận, đồ bố. Thật là đáng sợ quá đi. Gấu bố, anh không nên vừa đi vừa xem điện thoại. Vừa rồi anh rất may mắn đấy. Rõ, tôi hiểu rồi. Con yêu, đưa máy tính bảng cho ba nào. Con yêu, con trai của tôi mất tích rồi. Gấu bố, lần cuối anh thấy cậu bé là khi nào? Tôi cứ mãi nhìn vào điện thoại của mình nên không biết con tôi mất tích từ lúc nào nữa. Hãy quay lại con đường anh đã đi qua và tìm cậu bé. Gấu con! Gấu con ơi! Thì tôi sẽ xuống dưới rồi tìm cậu bé. Ông bồ nông, ông có thấy gấu con đi quanh đây không? Không, tôi có thấy đâu.
Nhìn này, vui quá đi. Đúng là vui thật đấy. Chạy ra, chạy ra đi. Cẩn thận, có cổ thang đi xuống đó. Tôi sẽ cứu các anh. Cẩn thận. Tốt quá, mọi người đều an toàn. Anh nên nhìn phía trước khi đi xe đạp, nếu không anh sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Tôi xin lỗi, từ giờ chúng tôi sẽ cẩn thận. Hả? Đây là gì? Đó là thẻ tên Lulu thú cưng của tôi. Lulu nó đi với con trai tôi. Vậy phải có dấu vết ở gần đây, đi tìm chúng tôi. Đây là dấu chân của Lulu, chúng đã đi theo hướng đó. Tớ xin lỗi Lulu, là lỗi của tớ. Tớ không nên nhìn máy tính bảng khi đi bộ. Ngầu con, ngầu con, cứu vơi. Âm thanh ở đằng kia. Con yêu Lulu, cứu con vơi. Đừng di chuyển, chú sẽ cứu các cháu ngay bây giờ. Cảnh sát trưởng Labrador, nắm lấy tay của chú, chậm thôi. Đồ con, này Dobby, kéo chúng tôi lên. Tôi cũng giúp một tay. Ba ơi, đáng sợ quá hả? Từ giờ chúng cháu sẽ quan sát đường khi đi bộ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, hãy luôn luôn để ý đường đi của mình. Đừng nhìn vào điện thoại hoặc chơi trò chơi với máy tính bảng khi đi bộ. Bạn sẽ mất tập trung trên đường và có thể gây ra tai nạn, tự làm mình bị thương hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy ghi nhớ điều đó. Chơi trong công viên an toàn. Công viên giải trí kìa. Nhanh đi nào. Vâng. Đủ chiều cao, vào trong đi. Đấy là chúng ta. Cháu không đủ chiều cao, cháu không thể vào. Chúng ta chỉ cần cao hơn một chút nữa thôi. Bọn tớ xin lỗi. Có gì đó đang xảy ra. Cảnh sát trưởng Labrador, có con quái vật đang đi xung quanh đây, đáng sợ lắm. Quái vật sao? Nó cao như cái cây và nó đi nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Nó có một giọng nói kỳ lạ và đầu nó có thể xoay tròn như thế này này. Giọng nói kỳ lạ sao? Dobby, hãy đi kiểm tra xem nào. Bọn trẻ nói quái vật cao nên rất dễ tìm. Hả?
Ai đó cao lắc lư và đi xung quanh sao? À, đứng lại ngay. Bắt được rồi. Dobby, đây là anh hươu không phải quái vật. Tôi xin lỗi nha. Anh hươu, chúng tôi đang tìm một con quái vật cao lớn. Anh có nhìn thấy nó xung quanh đây không? Vâng, tôi có thấy. Nó đang đi một cách kỳ lạ về hướng đó. Cảm ơn anh. Dobby, đi thôi. Vào trong đi. Cháu có thể vào trong không? Thật là một đứa trẻ cao. Wow, mọi thứ ở đây trông thật là vui. đi thiệt cỡ. Chơi trò đó chứ đi. Ở đằng kia. Đau quá. Chúng là hai anh em trốn con. Tôi nghĩ chúng làm vậy vì chúng chưa đủ chiều cao để vào công viên giải trí chơi. Nó rất nguy hiểm, chúng ta phải ngăn chúng lại. Ôi, chú. Bây giờ không cần phải giả vờ cao nữa rồi. Dừng lại. Ôi không, chúng đã bắt đầu chơi rồi. Trông thật là nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhanh lên. Wow, cô nhìn thấy con khủng long kìa. Ôi không, nguy hiểm quá. Nhanh hơn đi. Quá đấy các cháu. Chúng cháu sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, nhiều trò chơi trong công viên giải trí có yêu cầu về chiều cao. Đó là bởi vì nếu các bạn không đủ cao, thiết bị an toàn có thể quá lỏng hoặc quá rộng để bảo vệ bạn và có thể dẫn đến tai nạn không an toàn. Xin hãy ghi nhớ điều đó.